Vì sao đại sứ Việt Nam không giới thiệu và mời đại diện Bộ Ngoại giao Đức phát biểu trong buổi tổ chức Tết? Trong bài tường thuật buổi tổ chức Tết tại Berlin ngày 26 tháng Giêng năm 2019 do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức, tác giả Sa Huỳnh cho biết năm nay không biết chính phủ Đức có cử đại diện đến tham dự hay không vì không thấy ban tổ chức giới thiệu hoặc mời lên sân khấu phát biểu. Điều này giống như một hàng thử biểu, nó có thể đo được độ nồng ấm hay lạnh lẽo trong quan hệ giữa hai nước hiện nay. Không phải chỉ có tác giả Sa Huỳnh tìm đọc tất cả các báo chí của cộng đồng người Việt ở Đức cũng không thấy tờ nào nói đến, hình ảnh cũng không, làm nhiều người nghĩ rằng không có một đại diện nào của chính phủ Đức đáp lời mời của Đại sứ quán Việt Nam đến dự. Duy nhất chỉ có một thông tấn xã Việt Nam nhắc đến, nhưng cực kỳ ngắn gọn, tham dự chương trình có đại diện Quốc hội và Bộ Ngoại giao Liên bang Đức, không tên họ, không chức vụ mà cũng không trưng ra bất cứ một ảnh chụp nào. Thật sự, Bộ Ngoại giao Đức có cử bà Annette Knoblauch, Vụ trưởng Đông Nam Á, đại diện Bộ Ngoại giao Đức đến dự. Trái ngược hẳn với buổi lễ 2 tháng 9 tại Berlin, cách đây hơn 3 tháng, Đại sứ Việt Nam đã trân trọng mời đại diện Bộ Ngoại giao Đức lên sân khấu phát biểu và sau đó đã nồng nhiệt bắt tay chào đón để chứng tỏ rằng quan hệ hai nước đã nồng ấm trở lại. Nhưng trong buổi tổ chức Tết vừa qua, Đại sứ quán đã làm lơ như không có đại diện của chính phủ Đức, Bộ Ngoại giao đến dự. Không những không mời lên sân khấu phát biểu mà cũng không có một lời giới thiệu nào. Mặc dù Nguyễn Minh Vũ đặt chân đến Berlin ngày 27 tháng 12 năm 2018, bắt đầu nhiệm kỳ công tác đại sứ của mình tại Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng cho đến nay, ông chưa được chính phủ Đức chính thức công nhận. Đến ngày 7 tháng 2 năm 2019 sắp tới mới có lịch hẹn gặp Tổng thống Đức để trao ủy nhiệm thư. Chỉ sau đó, ông mới trở thành đại sứ chính thức của Việt Nam tại Đức. Theo quan điểm của Hà Nội, cho một khởi đầu mới đáng tin tưởng về quan hệ ngoại giao thì nhất thiết cần phải có một đại sứ mới, không có liên quan gì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông Nguyễn Minh Vũ được Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm đại sứ Việt Nam mới tại Đức, thay thế ông Đoàn Xuân Hưng, với sứ mạng khôi phục toàn diện quan hệ ngoại giao Việt-Đức, kể cả quan hệ đối tác chiến lược mà bị phía Đức đình chỉ từ ngày 22 tháng 9 năm 2017. Nhưng trong buổi tổ chức Tết vừa qua tại Berlin, tân đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã đứng trước một tình thế khó xử. Chỉ một ngày trước buổi tổ chức Tết, ngày 25 tháng Giêng năm 2019, tại Bộ Ngoại giao Đức ở Berlin, bà Annette Knoblauch, Vụ trưởng Đông Nam Á, đã tiếp một phái đoàn Việt Nam đấu tranh cho nhân quyền, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, bà Nguyễn Thị Kim Thành, vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, ông đang bị giam giữ trong tù, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông cũng bị đang giam giữ trong tù. Trong cuộc tiếp xúc này, bác sĩ Hoàng Thụy Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên hội Người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức đã trao cho bà Annette Knoblauch tập hồ sơ Shadow Report 2, dày trên 500 trang, được thực hiện theo mẫu Istanbul Protocol, có đủ tiêu chuẩn quốc tế để góp phần truy nã những thủ phạm của 450 vụ công an Việt Nam bắt cóc, tra tấn, dã man và giết thường dân từ năm 2007 đến 2018. Đó có lẽ là nguyên do vì sao Đại sứ quán Việt Nam không giới thiệu và mời bà Annette Knoblauch, đại diện Bộ Ngoại giao Đức lên sân khấu phát biểu trong buổi tổ chức Tết vừa qua. Quý vị vừa nghe qua bài của Hiếu Bá Linh, Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 29 tháng Giêng năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.